Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Long Thịnh Vô Độ Xe. Và hôm nay bên cạnh tôi là một chiếc Toyota Cross bản 1.8G, gọi là bản thấp nhất nhé. Và chúng ta hôm nay xem chiếc Cross này đã độ lên được những cái gì. Mà gọi là rồi, đầu tiên ở phần đầu thì chúng ta có nhìn thấy bình thường nha, những cái phần viền, đây viền ở bao quanh mặt ca lăng của nó này, nó sẽ là chất liệu nhựa y hệt như này. Nhìn nó sần sùi, nhìn nó không có cái gọi là thẩm mỹ, nên chúng tôi đã sơn lại là hình sơn bóng này. Đó, màu đen sơn bóng nhìn rất là đẹp nha, nhìn trông khỏe hẳn xe lên này, cả phần ở bên dưới này các bạn nhé. Đây, chúng tôi đã sơn lại toàn bộ. Và nếu mà nó như cái nhựa như thế này ấy, thì không, hơi khó để sơn, và sơn lên nó không đẹp, nên chúng tôi đã không sơn phần này. Và tiếp theo nữa thì đây, giáo gương chúng tôi cũng đã sơn lại này. Đó, phần đen bóng này, nóc này. Nóc này thì chúng tôi dán lớp đề can 3 lớp. Đó, nhìn chắc chắn là nhìn xe nó kiểu sport thể thao lên hơn hẳn các bạn ạ. Và tiếp theo nữa là một điểm là la răng này, các bạn nhìn la răng này. Đấy, rồi tôi sơn lại nha, đục cùng màu hết với đề can mà phần ở phía đằng trước luôn, xịn nha, các bạn nhìn thấy xịn nha. Rồi và phía trong xe này, đó các bạn mở ra các bạn có thể nhìn thấy luôn đây nha. Cái phần này chúng tôi đã sơn lại toàn bộ hết này. Đó, chống bám vân tay luôn này, chống xước luôn nhé. Rồi, xem là độ những cái option gì ở trong xe nữa nè. Đầu tiên thì chiếc màn hình Android thương hiệu Ability của Hàn Quốc các bạn nhé. Màn này thì giao ra chất âm cực kỳ hay luôn. Mình tiếc cả chiếc này chưa lên âm thanh các bạn. Đó, và một cái vui mắt nữa là cái phần LED này. Phần LED điều khiển đấy các bạn này. Các bạn nhìn, nhìn cánh cửa viền LED này, giống giống của mẹt vậy ạ. Và cái phần LED này mình cũng có thể chỉnh màu được ở trên app điện thoại nhá. Đây tôi sẽ chỉnh màu cho các bạn xem này. Đây app của nó là app LED lam các bạn nhé. Đó các bạn nhìn quay nhìn đổi màu này, tôi đổi sang màu tím này. Đó, tất cả bao quanh xe đều đổi màu luôn nhỉ. Đó, tôi đổi theo màu này. Tôi vẫn thích màu xanh lá hơn nên tôi vẫn để màu xanh lá này. Rồi, nhìn nó giống thiên nhiên hơn các bạn ạ. Thấy ở trên chiếc Cross này nó có nhưng mà nó không thực sự tối ưu các bạn nhé. Đó chính là Absolute Lốp. Bình thường nguyên bản của chiếc Cross này thì nó đã có phần Absolute Lốp rồi, nhưng mà nó không hiển thị ở trên màn hình này luôn các bạn nhé. Chúng tôi phải lắp bộ giải mã vào. Đó, để cho nó hiển thị Absolute Lốp lên luôn màn hình đây, các bạn có nhìn thấy này, báo chi tiết từng bánh này, đấy hai bánh trước, hai bánh sau này, cần nha, nó cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Mà mình cũng không hiểu, tôi cũng không hiểu tại sao là bên Toyota người ta lại ẩn cái tính năng này đi mà trong khi đó đã có rồi, đã lắp rồi. Đó. Về phần tiếp nữa thì độ được ở trên chiếc Cross này thì đây, các bạn có thể đi ra ngoài đi cùng tôi xem này. Đây các bạn có thể nhìn đây, nút mở cốp nha, nút cốp điện này, tôi ấn giữ này. Đó, các bạn nhìn thấy cốp mở lên chưa ạ? Đó, rất là tiện đúng không ạ? Rồi, tôi ấn xuống này, tôi lại giữ, tôi ấn xuống tiếp. Và cái phần cốp này ấy, nó vẫn còn một điểm hay nữa, nào, các bạn theo tôi. Đó là gì ạ? Chị ạ, đá cốp giống hệt như của mẹt luôn các bạn nha. Đây, tôi đá này. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta đang bê đồ mà bận cả hai tay thì làm cách nào chúng ta mở cốp ạ? Thì lúc đấy cái đá cốp này nó mới phát huy hiệu quả này. Đó, cực kỳ tiện là đúng không ạ? Và trên chiếc Cross này cũng có một cái tính năng cũng giống hệt như của mẹt, đó chính là bộ cảnh báo điểm mù. Đều có hai cái radar phát hiện xe vật cản phía sau và điểm mù ở đây. Và nó sẽ hiển thị ở trên gương cho các bạn. Đó, đây. Các bạn có nhìn thấy đây, hình này là chiếc ô tô của mình và đây ô tô phía sau ạ. Khi mà có xe vượt qua nó sẽ báo, vượt qua với tốc độ nhanh hơn của xe của mình nó sẽ báo. Các bạn thấy. Và chiếc Cross này thì cũng được bên Vicon sang dán toàn bộ lại phim cách nhiệt phía trước và quanh xe luôn. Phim cách nhiệt phía trước này bình thường thì chúng tôi hay dán là VK70 với cao nhất. Còn những kính phần này đằng sau xe này thì tùy các option mà
khách hàng có thể lựa chọn thích màu sáng, màu tối, có thể nhìn ra ngoài hay là bên ngoài nhìn vào trong. Cái này thì đến đây chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhiệt tình hết sức về phim này. Bây giờ thì chúng ta cùng vào phần trải nghiệm chiếc màn hình Ability này, xem nó có những tính năng gì và nó phát ra âm thanh như thế nào, có hay hay không. Nào, xin mời các bạn. Rồi, đầu tiên thì đây là giao diện của chiếc màn hình Ability. Nó cũng tương tự gần giống với tất cả những giao diện của mã Android khác trên thị trường. Đó. Đây, phần cài đặt menu đây, chúng ta có thể vào để trải nghiệm các app này. Không thiếu một cái app gì cả. Tải gì chúng ta có thể lên App Store này. Đó. YouTube này, phần mềm dẫn đường Việt Map này, không thiếu một gì cả. Và cái hay nữa là nó có thể ra lệnh bằng giọng nói luôn các bạn này. Đi đến độ xe Long Thịnh. Đó. Độ xe Long Thịnh cách vị trí của bạn 2 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông thấp. Các bạn thấy tiện dưới đây là chỉ đường của bạn. Mình rất ít cần phải thao tác ở trên màn hình, mình không phải lên Google Map, gõ map này này, lên ấn này, đi đến đâu đến đâu. Bây giờ mình hãy ấn ở đây, ở trên vô lăng này các bạn nhé, ấn và nói thôi là được. Và tiếp theo nữa về cái phần ra lệnh giọng nói này, chúng ta có thể tìm kiếm nhạc cơ. Mở bài hát Lạc Trôi. Đó. Thế này thì chúng ta cần gì phải thao tác ở trên màn này nữa. Đó là đặc điểm rất hay của chiếc màn Ability này. Còn về chất âm mà chiếc màn này mà đánh ra ngoài thì nó có đường quang, đường gọi là đường optical. Nghe cực kỳ chất lượng luôn các bạn nhé. Và mình sẽ kết thúc clip ở đây thôi. Bởi vì những chiếc Cross này thì nó mình đã giới thiệu cho qua cho các bạn là nó đã độ những cái gì và nó thiết thực nhất và làm cho mình thoải mái nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.